chào quý vị và các bạn đã trở lại kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tử tù sẽ còn chờ đợi bao lâu nữa cho cái ngày cuối cùng của cuộc đời mình? Cuộc sống của họ sẽ ra sao trong những ngày chờ đợi căng thẳng đó? Và những gì sẽ diễn ra trong những buổi sáng mờ sương hoang lạnh trước giờ thi hành án? Những câu chuyện, vụ án sau đây sẽ trả lời cho những câu hỏi đó, đồng thời tái hiện lại những ngày cuối cùng của một số tử tù với tất cả nuối tiếc và những sám hối cay đắng ở nơi họ. Đó cũng như là những lời cảnh báo về cái giá phải trả cho tội ác. Và bây giờ xin kính mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Ngày 30 tháng 8 năm 2015, một người chăn dê tại huyện Bảo Lâm phát hiện có một xác chết nam giới bị chôn trong rừng thông thuộc tổ 24 thị trấn Lộc Thắng, nên trình báo công an huyện Bảo Lâm. Qua kiểm tra xác minh sơ bộ, công an huyện Bảo Lâm báo cáo vụ việc đến công an tỉnh Lâm Đồng để thành lập hội đồng khám nghiệm hiện trường tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Hiện trường là một bãi rác trong rừng thông gần tỉnh lộ 725, cách nhà máy bô xít nhôm Lâm Đồng khoảng 500 m và mặt đường chính 12 m. Nơi đây khá vắng vẻ, một số người dân địa phương thường đưa gia súc tới chăn thả. Nạn nhân bị chôn, phía trên có nhiều tấm chăn cũ và rác thải. Kiểm tra tử thi xác định là nam giới, khoảng 35–40 tuổi, được chôn trong hố đất sâu khoảng 50 cm. Một phần gối chân trái trồi lên khỏi mặt hố, đang trong thời kỳ phân hủy mạnh. Khả năng nạn nhân chết trước đó khoảng 10 ngày. Trên người mặc áo sơ mi trắng ngắn tay quần đùi, phần ngực và cổ có 4 vết thương làm thủng áo, tổn thương đến hết phần mềm. Phía sau đầu có một lỗ thủng có kích thước là 1,4 cm x 3,7 cm làm tổn thương toàn bộ tổ chức não. Trong não có những mảnh kim loại nhỏ là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết cho nạn nhân. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường tử thi xác định đây là vụ án giết người, nơi phát hiện xác chết có thể là hiện trường phụ của vụ án. Tung tích của nạn nhân chưa được xác định rõ nên lãnh đạo công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự công an huyện Bảo Lâm nhanh chóng truy tìm để xác định động cơ của vụ án và có kế hoạch điều tra làm rõ. Qua xác minh được biết, ngày 24 tháng 8 năm 2015, công an thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng nhận đơn trình báo của chủ hãng taxi Quyết Tiến ở thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk về việc anh Hoàng Thế Vinh, sinh năm 1980, trú phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, là lái xe của hãng taxi Quyết Tiến, nhận hợp đồng đón khách từ thành phố Bảo Lộc về Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk nhưng không liên lạc được. Cụ thể, anh Vinh điều khiển ô tô Innova 7 chỗ, biển kiểm soát 47A09907. Đi chở khách từ ngày 22 tháng 8 năm 2015 nhưng đến ngày 24 tháng 8 năm 2015 gọi điện thoại không nghe máy. Từ nguồn thông tin này, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng liên lạc với người nhà anh Vinh để hỏi về đặc điểm trang phục, phương tiện, tài sản, số điện thoại khi đi đón khách ở thành phố Bảo Lộc. Qua thông tin từ gia đình anh Vinh cung cấp, cơ quan cảnh sát điều tra xác định trang phục của anh Vinh trùng khớp với trang phục tử thi. Tiếp tục tiến hành cho nhận dạng tử thi, gia đình anh Vinh nhận ra nạn nhân chính là anh Hoàng Thế Vinh. Đi sâu tìm hiểu công việc của nạn nhân thì được biết, ngày 16 tháng 8 năm 2015, anh Vinh nhận hợp đồng chở khách từ thành phố Buôn Ma Thuột về thành phố Bảo Lộc bằng xe Toyota Vios loại 4 chỗ. Ngày 19 tháng 8 năm 2015, anh Vinh về lại thành phố Buôn Ma Thuột và thông báo với hãng là khách có hẹn, khi nào điện thoại thì qua đón. Ngày 22 tháng 8 năm 2015, anh Vinh điều khiển xe Innova màu xám, biển kiểm soát 47A09907, báo với công ty là qua thành phố Bảo Lộc đón khách về thành phố Buôn Ma Thuột. Tối cùng ngày, gia đình và công ty gọi điện cho anh Vinh nhưng máy không liên lạc được. Đáng chú ý là ngày 23 tháng 8 năm 2015, có một người đàn ông sử dụng số điện thoại 01222458XXX gọi điện đến gia đình và công ty của anh Vinh. Người này xưng là cán bộ điều tra công an thành phố Bảo Lộc và cũng là chủ nợ của anh Vinh. Trao đổi với nội dung anh Vinh nợ tiền nhiều người và hẹn sẽ đến làm việc. Sau đó, gia đình và công ty anh Vinh gọi lại số máy này thì không liên lạc được. Căn cứ vào kết quả xác minh thu thập tài liệu ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Khả năng hung thủ đóng giả khách thuê xe rồi giết anh Vinh để chiếm đoạt ô tô cùng điện thoại di động. Từ nhận định này, lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo cho các điều tra viên, trinh sát và chia thành nhiều tổ để tiến hành xác minh thu thập tài liệu. Lực lượng điều tra khẩn trương rà soát tất cả đối tượng hình sự nổi, nhất là số cờ bạc lưu động ở địa bàn Lâm Đồng, Đắk Lắk. Ra thông báo truy tìm tang vật vụ án và kiểm tra camera ở trạm thu phí dọc các tuyến quốc lộ thuộc tỉnh Lâm Đồng. Đặc biệt, các điều tra viên tập trung xác minh về thời gian anh Vinh lưu trú từ ngày 16 tháng 8 năm 2015 đến ngày 19 tháng 8 năm 2015 tại Lâm Đồng và dựng lại lộ trình của anh Vinh cùng đối tượng thuê xe. Theo hướng điều tra này, bước đầu Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng nắm được thông tin anh Vinh có lưu trú một mình tại khách sạn ở phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8 năm 2015. Nhận định đối tượng thuê xe rồi giết anh Vinh có nhiều khả năng là sinh sống tại thành phố Bảo Lộc, nên cơ quan cảnh sát điều tra chỉ đạo lực lượng trinh sát tiến hành rà soát các điểm cho thuê trọ tại đây. Quá trình xác minh, cơ quan điều tra nắm được thông tin trong ngày 16 tháng 8 năm 2015 có một khách hàng gọi thuê xe taxi hãng Lado chở từ khách sạn nơi anh Vinh thuê trọ về đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Sơn. Nhận định khả năng là nghi can sát hại anh Vinh trú tại đường Tuệ Tĩnh, Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xác minh. Đúng như phán đoán, ngày 1 tháng 9 năm 2015, lực lượng công an phát hiện tang vật của vụ án là ô tô Innova biển kiểm soát 47A09907 đậu trước nhà số 40 Tuệ Tĩnh. Lực lượng trinh sát đã nhanh chóng tiếp cận bao vây ngôi nhà, phát hiện và khống chế Kiều Quốc Huy cùng với ô tô tang vật. Quá trình làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, Huy khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi sát hại anh Vinh. Ban đầu Huy khai bản thân chỉ là người chứng kiến sự việc, còn hung thủ thực sự là anh Đỗ Hoàng Bình, sinh năm 1984, trú huyện Bảo Lâm. Cụ thể Huy, Bình, Trương Ngọc Dũng là bạn của Huy và anh Vinh cùng đi ô tô biển kiểm soát 47A09907 đến Đắk Nông để mua gỗ. Trong quá trình mua bán, Vinh nảy sinh mâu thuẫn với Bình, Dũng và bị cả hai sát hại. Sau khi giết Vinh, Bình và Dũng đưa xác nạn nhân về huyện Bảo Lâm chôn, giao ô tô cùng điện thoại di động cho Huy sử dụng. Căn cứ vào kết quả thu thập tài liệu cũng như những tang vật có trong nhà Huy, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng nhận định lời khai của Huy là vô căn cứ. Sau 11 giờ kiên trì đấu tranh, ngày 2 tháng 9 năm 2015, Huy đối lý khai nhận chính là kẻ giết anh Hoàng Thế Vinh tại Đắk Nông, rồi đưa xác về huyện Bảo Lâm chôn và chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nạn nhân. Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, Kiều Quốc Huy khai đầu tháng 8 năm 2015 nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Vì vậy, Huy lên mạng tìm mua súng về tập bắn, sau đó cho vào vỏ đựng đàn guitar rồi lên thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, mua một sim điện thoại di động, gọi thuê xe trở về Lâm Đồng để gây án. Ngày 16 tháng 8 năm 2015, tình cờ Huy gặp anh Vinh tại một quán nước ở thành phố Buôn Ma Thuột nên đặt vấn đề thuê xe Toyota Vios của anh Vinh trở về Lâm Đồng. Trên đường đi, Huy thay đổi ý định, yêu cầu tài xế trở về thành phố Bảo Lộc có công chuyện. Những ngày ở thành phố Bảo Lộc, Huy nhờ anh Vinh chở đi một số điểm nhưng chưa có cơ hội để ra tay. Ngày 19 tháng 8 năm 2015, Huy bảo anh Vinh về lại thành phố Buôn Ma Thuột, khi nào Huy giải quyết công việc xong sẽ gọi sang đó. 17 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2015, anh Vinh đón Huy từ thành phố Bảo Lộc về Buôn Ma Thuột bằng xe Innova biển kiểm soát 47A09907. Lúc xe đến ngã ba đường rẽ vào huyện Tuy Đức, Đắk Nông, biết đoạn này là vắng người nên Huy quyết định ra tay. Khi đi qua khu rừng già giáp biên giới Campuchia, Huy nói với anh Vinh sẽ vào để xem gỗ. Thời điểm anh Vinh dừng xe mở cửa bước xuống đất thì Huy đã lên đạn sẵn khẩu súng tự chế, bắn đạn AR-15. Thấy anh Vinh lên xe ngồi vào ghế lái chuẩn bị hút thuốc, Huy đứng dưới đường sát cửa phụ đã mở, dùng súng tự chế nòng và đạn AR-15 có gắn giảm thanh bắn vào phía sau đầu anh Vinh làm nạn nhân chết tại chỗ. Huy lên xe, hạ ghế kéo xác anh Vinh ra phía sau rồi dùng dao đâm liên tiếp vào ngực và cổ. Sau đó quay đầu xe chạy về Lâm Đồng. Đến khu vực rừng thông thuộc tổ 24 thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm thì Huy kéo xác anh Vinh vào chôn, điều khiển xe về nhà trọ ở số 40 Tuệ Tĩnh. Ngày 23 tháng 8 năm 2015, Huy gắn sim của Huy vào số điện thoại của anh Vinh để sử dụng. Cũng trong ngày này, Huy dùng số sim đã mua tại thành phố Buôn Ma Thuột gọi cho anh Vinh, đồng nghiệp, cơ quan và gia đình nạn nhân nhằm mục đích là hợp pháp hóa việc cúp máy mất tích của anh Vinh là do trốn nợ. Huy sử dụng ô tô cướp được đi một số nơi và nói với mọi người là mới mua. Khi biết xác anh Vinh đã bị phát hiện, Huy có ý định bỏ trốn nhưng bất thành. Khám xét nơi ở của Huy, cơ quan điều tra thu giữ 6 khẩu súng các loại, trong đó có một khẩu súng dùng để giết anh Vinh. Đáng chú ý là trong số vật chứng thu thập được tại nhà Huy, cơ quan điều tra phát hiện một số tài liệu liên quan đến việc sang nhượng đất giữa Huy với vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình, sinh năm 1984 và Phạm Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1984, cùng trú huyện Bảo Lâm từ năm 2012 với giá trị chuyển nhượng lên đến 2,6 tỷ đồng. Qua xác minh được biết, vào thời điểm sang nhượng đất cho Huy thì vợ chồng anh Bình, chị Hạnh mất tích một cách bí ẩn. Có thông tin cho rằng vợ chồng này đột ngột bỏ đi khỏi địa phương để trốn nợ. Điều đáng ngờ là tại sao trong lời khai ban đầu, Huy đổ cho anh Đỗ Hoàng Bình, người đã mất tích trước đó 3 năm, là hung thủ đã giết anh Vinh. Thêm nữa, trong năm 2012, với tuổi đời và tuổi nghề còn nhỏ, Huy làm gì mà có lượng tiền 2,6 tỷ đồng để sang nhượng đất của vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình. Với kinh nghiệm và linh cảm nghề nghiệp, trinh sát điều tra viên nhận định việc mất tích của vợ chồng anh Bình có liên quan đến Huy. Ngày 4 tháng 9 năm 2015, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xác lập chuyên án GHL-2015 do Đại tá Vũ Nhân Khánh là Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm trưởng ban chuyên án để đấu tranh mở rộng đối với Kiều Quốc Huy. Từ đây, một sự thật kinh hoàng đã diễn ra trước đó hơn 3 năm dần dần được làm sáng tỏ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Ban chuyên án GHL-2015 lựa chọn điều tra viên trinh sát có nhiều kinh nghiệm tham gia đấu tranh chuyên án, huy động sự tham gia của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Cục Nghiệp vụ Bộ Công an. Bộ Công an tập trung làm rõ quá trình hoạt động của đối tượng và gia đình, điều kiện kinh tế, làm rõ tài sản của vợ chồng Huy có được tại Lâm Đồng, nhất là nguồn gốc số tiền để sang nhượng 5 mảnh đất của vợ chồng anh Bình, chị Hạnh ở đâu mà có. Kết quả điều tra xác minh thể hiện, tháng 3 năm 2015, Huy đem vợ con đến thuê nhà tại số 40 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc để tạm trú. Thời gian này, Huy dùng xe máy loại quay, sử dụng súng hơi sát Innova để bắn chim và mua một ô tô 4 chỗ màu xanh tại thành phố Bảo Lộc. Về tài chính, vợ chồng Huy không có nguồn thu nhập đột xuất nào quá 300 triệu đồng. Tại Lâm Đồng, Huy chủ yếu chơi với vợ chồng anh Bình, chủ nhà trọ Xuân Chiến và một số bà con đồng hương người Hà Tĩnh sinh sống tại Lâm Đồng. Đáng chú ý là Huy sở hữu 5 thửa đất được sang nhượng từ chị Hạnh tại huyện Bảo Lâm vào ngày 5 tháng 2 năm 2015 sau khi Huy thắng kiện phát sinh tranh chấp. Một điều đáng chú ý là khi vợ chồng anh Bình mất tích, Huy nhắn tin đe dọa, ngăn cản mẹ anh Bình báo công an và tung tin vợ chồng này vỡ nợ phải bỏ trốn. Từ kết quả xác minh này, Bộ Công an thấy nổi lên một số vấn đề đáng chú ý. Đó là sau khi giết anh Vinh, Huy chôn xác rồi gọi điện đến gia đình người thân thông báo là nạn nhân nợ nhiều tiền phải bỏ trốn. Trường hợp của vợ chồng anh Bình, Huy cũng là người tung tin mất tích do nợ 10,3 tỷ đồng và ngăn cản mẹ anh Bình báo công an. Thêm nữa, khi khám nhà Huy, công an điều tra thu giữ được chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu bản gốc của chị Hạnh. Phải chăng Huy giết vợ chồng chị rồi bịa đặt ra chuyện trốn nợ để che giấu tội lỗi của mình? Từ kết quả xác minh, Ban chuyên án GHL-2015 nhận định Kiều Quốc Huy là đối tượng liên quan trực tiếp đến việc mất tích của vợ chồng anh Bình, chị Hạnh. Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Ban chuyên án xây dựng kế hoạch huy động tổng hợp các lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với Huy. Ngày 22 tháng 9 năm 2015, Ban chuyên án tiến hành đấu tranh xét hỏi Huy. Quá trình khai báo đến mối quan hệ xã hội, Huy không nhắc đến việc thân quen với vợ chồng anh Bình, chị Hạnh. Trả lời về nguồn gốc số tiền 2,6 tỷ đồng mua đất của vợ chồng anh Bình, Huy khai do vợ sắp cưới của Huy ăn bớt xăng bán cho số lái xe công trình thủy điện Đồng Nai 4 và số đào bãi vàng ở xã Quảng Thê, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông. Bên cạnh đó, còn do Huy buôn bán gỗ trác từ Đắk Nông về thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả những lời khai này đều bị các điều tra viên trong ban chuyên án bác bỏ bằng những luận chứng hết sức thuyết phục. Bởi qua xác minh, ban chuyên án xác định được trong quá trình sinh sống tại Lâm Đồng, Huy chưa hề mua bán gỗ trác và vợ Huy cũng không thể rút ruột được xăng để bán cho người khác. Đến ngày làm việc thứ tư là ngày 26 tháng 9 năm 2015, Huy vẫn không thể lý giải được nguồn gốc số tiền mua đất. Huy thừa nhận tung tin bịa đặt với bà Hải là mẹ của anh Đỗ Hoàng Bình về việc vợ chồng anh Bình, chị Hạnh nợ 10 tỷ đồng và nợ Huy 300 triệu đồng. Khi được hỏi mục đích của việc tung tin này thì Huy không giải thích được. Thêm nữa, Huy cũng không thể trả lời được vì sao lại có được số điện thoại di động của chị Hạnh để nhắn tin cho bà Hải và một số người khác. Đến ngày làm việc thứ 5 là ngày 27 tháng 9, Huy khai vợ chồng anh Bình, chị Hạnh bị giết chứ không phải là mất tích. Huy kể anh Đỗ Hoàng Bình cùng Huy và Trương Ngọc Dũng bàn bạc để chiếm đoạt các thửa đất của chị Phạm Thị Mỹ Hạnh. Khi Huy về Đắk Lắk tổ chức đám cưới, từ ngày 10 tới ngày 11 tháng 3 năm 2012, lúc đó Dũng đang ở nhà Bình thì vợ chồng anh Bình, chị Hạnh xảy ra cãi nhau. Anh Bình dùng dao nhọn giết chị Hạnh, sau đó giết Dũng để bịt đầu mối. Trong lúc xô xát, Dũng dùng dựa chống cự và giết chết anh Bình. Sau khi sát hại anh Bình, Dũng đưa hồ sơ đất cho Huy để sang tên bán chia đôi. Do không muốn chia tài sản nên Huy đã điều Dũng đến khu vực đèo B40 để giết rồi đốt xác đổ cho xuống hồ. Lời khai này của Huy cũng bị ban chuyên án bác bỏ bởi nó bộc lộ nhiều tình tiết hết sức vô lý, thiếu thực tế. Tiếp tục đấu tranh, Huy thừa nhận bản thân là hung thủ sát hại vợ chồng anh Bình, chị Hạnh để chiếm đoạt tài sản. Huy vẽ ra kịch bản là sau khi chứng thực hợp đồng mua đất của chị Hạnh, Huy điều vợ chồng anh Bình, chị Hạnh đi đến xưởng gỗ của mình ở khu vực gần hồ thủy điện Đồng Nai 4, tỉnh Đắk Nông. Trong lúc chèo thuyền đưa cả hai ra giữa hồ, Huy dùng kích điện tấn công khiến vợ chồng anh Bình, chị Hạnh tê liệt. Sau đó, Huy dùng dao mang theo giết cả hai rồi cho vào bao tải ném xuống hồ phi tang. Về lời khai này, ban chuyên án thấy không thực tế bởi anh Bình là vận động viên điền kinh không chuyên, có sức khỏe rất tốt. Nếu một mình Huy tấn công vợ chồng anh Bình, chị Hạnh trên thuyền thì sẽ gặp phải sự kháng cự quyết liệt. Thêm nữa, nếu đúng là Huy giết người cho vào bao tải ném xuống hồ thì tại sao xác nạn nhân không nổi lên? Và một điều bất hợp lý là Huy không có xưởng cưa nào ở khu vực này cả. Từ những lập luận nêu trên, qua đấu tranh, Huy đối lý, thường xuyên có thái độ đổ lì. Huy thách thức và tuyên bố chấp nhận án tử hình, bị tịch thu hết tài sản chiếm đoạt và tài sản của hai gia đình bị kê biên do thế chấp cho Huy mượn tiền. Đến ngày làm việc thứ 6 là ngày 28 tháng 9, trước những lập luận sắc bén và phương pháp chiến thuật đấu tranh phối hợp của điều tra viên trong ban chuyên án đã buộc Kiều Quốc Huy khai nhận việc giết vợ chồng anh Bình, chị Hạnh do một mình Huy thực hiện. Đến đây, ban chuyên án đã loại được vai trò của Trương Ngọc Dũng do Huy bịa đặt ra để trốn tội. Nhưng về diễn biến, hành vi giết vợ chồng anh Bình và sau khi giết phi tang giấu xác thì Huy lại khai báo tại hồ thủy điện Đồng Nai 4. Vậy thực sự, xác vợ chồng anh Bình, chị Hạnh được giấu ở đâu là bài toán khó, chỉ có Huy mới có đáp án đúng. Trước khó khăn này, ban chuyên án quyết định trở lại ngôi nhà của vợ chồng anh Bình, chị Hạnh ở thị trấn Lộc Thắng để xác minh. Tại đây, qua làm việc với người thân và hàng xóm của đôi vợ chồng này, cơ quan điều tra thấy nổi lên một số điểm đáng chú ý. Cụ thể, sau khi đôi vợ chồng này mất tích, hàng xóm có đến nhà thì thấy chén bát ăn xong chưa rửa và con chó họ nuôi cũng đột ngột biến mất theo chủ. Kiểm tra xung quanh, cơ quan công an phát hiện có nhiều giếng nước được đào quanh vườn. Từ kết quả xác minh, ban chuyên án đi đến nhận định Huy giết hại vợ chồng anh Bình, chị Hạnh rồi chôn xác ở đâu đó xung quanh khu vực nhà nạn nhân. Theo hướng này, ban chuyên án quyết định đề ra chiến thuật đánh vào tâm lý đối tượng. Quá trình xét hỏi, các điều tra viên nhắc đến cụm từ cái giếng, chôn xác và quan sát thái độ của Huy. Thấy Huy có nhiều thay đổi sắc thái trên nét mặt nên tổ công tác yêu cầu Huy vẽ sơ đồ nhà anh Bình, chị Hạnh và mảnh đất của Huy ở cạnh đó. Lúc này, Huy mới cúi đầu xin lỗi tổ đấu tranh ban chuyên án GHL-2015 và khai nhận toàn bộ sự thật. Huy thuật lại chi tiết diễn biến từ động cơ phạm tội, giai đoạn thực hiện hành vi giết người giấu xác đến chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định do có quan hệ với vợ chồng anh Bình, chị Hạnh từ trước và biết được chị Hạnh có nhiều đất nên Huy nảy sinh ý định giết người để chiếm đoạt. Đầu năm 2012, Huy nói với chị Hạnh là gia đình mình có hơn 10 hectare cà phê ở Đắk Lắk, hiện gia đình cho tiền để Huy mua đất và chuẩn bị cưới vợ. Huy gợi ý hỏi mua 5 mảnh đất của chị Hạnh tại huyện Bảo Lâm để lập nghiệp. Tháng 2 năm 2012, Huy nhờ chị Hạnh thuê áo cưới và mời vợ chồng chị đi chụp chung ảnh cưới tại Thác Đạm Ri, thành phố Bảo Lộc. Quá trình quan hệ với vợ chồng anh Bình, Huy biết mẹ nuôi của chị Hạnh ở thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chị bán đất để thu lại vốn, nên đầu năm 2012, Huy đặt cọc cho chị Hạnh 50 triệu đồng để mua 5 thửa đất ở đồi biệt kích thị trấn Lộc Thắng với giá là 2,7 tỷ đồng. Ngày 16 tháng 1 năm 2012, vợ chồng chị Hạnh cùng Huy đến Ủy ban Nhân dân thị trấn Lộc Thắng làm hợp đồng sang nhượng. Hợp đồng này đã được chứng thực coi như có giá trị pháp lý. Chị Hạnh giữ hợp đồng và thỏa thuận khi nào trả đủ tiền sẽ làm thủ tục nộp hồ sơ để sang tên cho Huy. Sau khi hợp đồng được xác lập thì Huy luôn tìm cơ hội để giết vợ chồng anh Bình, chị Hạnh. Sáng ngày 4 tháng 3 năm 2012, anh Bình gọi Huy đến nhà để phụ mình xuống suối gần nhà, chặt tre về làm giàn trồng rau. Huy phụ anh Bình đến tối thì ở lại ăn cơm. Đến 19 giờ cùng ngày, anh Bình và Huy nghe nhạc ở phòng khách, còn chị Hạnh dọn dẹp ở nhà bếp. Anh Bình nhà Huy ra sân nhà, ôm những bó tre nứa xuống phía sau. Khi anh Bình ôm bó cuối cùng đi trước và Huy nói dọn dẹp những con rau ở sân thì Huy nghĩ thời cơ giết anh Bình, chị Hạnh đã đến. Huy cầm con dao dài khoảng 50 cm, tiến tới, dùng sống dao, chém một nhát vào gáy anh Bình, khiến nạn nhân ngã sấp, chết tại chỗ. Trong lúc Huy lấy bạt phủ lên xác anh Bình, thì Hạnh trong nhà bếp nghe thấy tiếng động đi ra, xem có chuyện gì. Thấy vậy, Huy dùng con dao trên, chém bằng sống dao vào trán của chị Hạnh. Do lực chém không mạnh, nên chị Hạnh chạy vào bếp và bị vấp ngã ở cửa. Huy đuổi theo chém một nhát bằng sống dao vào phía gáy khi chị Hạnh vừa chồm lên, khiến nạn nhân ngã chết. Con chó nhà chị Hạnh thấy động ra sủa thì Huy chém chết con chó. Sau khi giết vợ chồng anh Bình, Huy lấy bạt cuốn xác nạn nhân vứt xuống giếng cạn phía sau phần đất nhà anh Bình, đồng thời vứt xác con chó lên trên. Huy tiếp tục ném khoảng 10 hòn đá và lấy cuốc đào đất xuống, rồi dùng bạt hái cà phê và một tấm gỗ ghép của lõi dây điện đậy kín miệng giếng. Huy vào phòng ngủ lấy 4 sổ đỏ của 5 thửa đất mang tên chị Hạnh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, điện thoại di động của chị Hạnh, hợp đồng sang nhượng đã được chứng thực trong ngày 16 tháng 1 năm 2012, rồi khóa cửa phía trước đi về phòng trọ. Ngày 9 tháng 3 năm 2012, Huy về Đắk Lắk tổ chức đám cưới. Sau ngày cưới, Huy sang huyện Bảo Lâm rồi viết một tờ giấy có nội dung ghi là chị Hạnh nợ Huy 600 triệu đồng và một tờ giấy chị Hạnh nợ của Huy 2,6 tỷ đồng tiền sang nhượng đất. Sau đó, Huy ký giả chữ ký họ tên của chị Hạnh ở phần người nhận và người nợ tiền bằng cách lấy chữ ký và họ tên thật của chị Hạnh đè lên tờ giấy Huy đã viết, dùng bút chì tô in hằn xuống rồi lấy bút mực viết theo đường hằn. Huy bịa đặt nói với người thân trong gia đình là được một người Trung Quốc làm trong nhà máy bô xít đầu tư tiền mua đất, nhờ Huy đứng tên. Sau khi mua xong, người Trung Quốc này chết nên số đất được sang nhượng đương nhiên là của Huy. Ngày 23 tháng 3 năm 2012, Huy nhờ Phan Huy Tâm là cán bộ của Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm nộp toàn bộ hồ sơ đã được Huy làm giả giấy giao nhận tiền cho Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Bảo Lâm để làm thủ tục sang tên cho Huy. Cũng trong thời gian này, Huy dùng điện thoại của chị Hạnh nhắn cho bà Hải là mẹ anh Bình, là Bình, Hạnh nợ tiền không dám về và nợ Huy 300 triệu đồng. Sau đó, Huy tới gặp bà Hải đòi số tiền này và nói với bà Hải rằng vợ chồng anh Bình nợ xã hội đen 10 tỷ đồng để bà Hải tin là thật, không đi trình báo với công an, can ngăn bà Hải không nên đi coi bói và gọi hồn để biết anh Bình chị Hạnh còn sống hay đã chết. Sau khi cho Huy vẽ sơ đồ nơi phi tang xác của vợ chồng nạn nhân, ngày 27 tháng 9 năm 2015, Bộ Công an đã trích xuất Kiều Quốc Huy về huyện Bảo Lâm để chỉ bộ xương người dưới đáy giếng, lấy mẫu so sánh giám định ADN. Kết quả trả lời đó chính xác là anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh. Như vậy, sau 6 ngày tích cực đấu tranh, ban chuyên án đã làm rõ vụ mất tích sau 3 năm 6 tháng 23 ngày của vợ chồng anh Bình chị Hạnh là do bị Kiều Quốc Huy sát hại rồi vứt xác xuống giếng để phi tang nhằm chiếm đoạt tài sản. Với tội ác tày trời, ngày 29 tháng 3 năm 2017, Kiều Quốc Huy bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án tử hình với 3 tội danh là giết người, cướp tài sản và tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Phá thành công chuyên án GHL-2015, Công an tỉnh Lâm Đồng không chỉ giải mã được sự mất tích bí ẩn của đôi vợ chồng trẻ Bình Hạnh mà còn thu hồi được tài sản đã bị Kiều Quốc Huy chiếm đoạt trả lại cho chủ sở hữu. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Lâm Đồng trong trận chiến đấu tranh phòng chống tội phạm, được các cấp tuyên dương khen thưởng và được người dân hết lời ngợi khen. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào, các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.